là đứng về phía người dùng thay về đứng về phía công nghệ. Dựa trên tâm lý, muốn vui mà còn có thêm thưởng, ứng dụng Locamit ra đời cùng những thuật toán nhân văn. Với mỗi lần gặp gỡ mới hoặc gặp lại những mối quan hệ chất lượng, người dùng sẽ nhận được điểm thưởng. Điểm thưởng vận hành như cơ chế tích điểm đổi quà, hoặc cộng đồng có thể dùng điểm để trao đổi trong hệ sinh thái của Locamos. Điều này sẽ bước đầu khích lệ người dùng ra ngoài gặp gỡ. Khi hoạt động này lặp đi lặp lại, ứng dụng sẽ giúp người dùng tạo ra thói quen xây dựng những mối quan hệ chất lượng ngoài đời thực. Hứa hẹn trở thành nền tảng hoạt động thế hệ mới, kết nối hàng trăm triệu người dùng trẻ và hàng triệu doanh nghiệp trên toàn cầu nhằm cùng tạo ra giá trị. Khi mà trong quá trình meet 5 phút ấy, thì mình với anh có trao đổi nói chuyện với nhau thì lại rất là hợp với nhau về tư duy về kinh doanh. Sẽ hứa hẹn với nhau trong một thời gian gần nhất thì sẽ có một cái sự kết hợp với nhau. Đó chị thấy cũng rất là hay. Hàng ngày tôi gần như là tôi sẽ không rời được cái điện thoại. Mà khi có cái ứng dụng thì tôi cảm thấy là tôi sẽ không bị phụ thuộc vào nó nữa. Và tôi thoát được ra ngoài. Tôi đi ra ngoài tôi cảm thấy là tôi gặp gỡ được rất là nhiều người. Đó là cái giá trị. Trong quá trình chúng ta giải cái bài toán là đưa ví dụ như là đưa online về offline thì phải làm sao để gia tăng được cái giá trị cho những cái lần cho những cái buổi offline đấy. Thế thì trong quá trình mà bọn trẻ làm những điều mà chúng ta cũng đã mong đợi là gọi như là thôi có những kết nối lành mạnh như vậy rồi thì lại vô tình lại tạo ra giá trị cho những cái địa điểm, bởi vì là nó phải ngồi uống cà phê, rồi nó phải ngồi ở nhà hàng, hay thậm chí là cùng nhau mua một cái vé một điểm du lịch chẳng hạn. Như vậy là nó bắt đầu có những cái hình thành nên cái gọi là cái sự tác động là kích thích cho một cái nền kinh tế. Thì đấy là lại phải dần dần giải quyết được những cái bài toán là tạo ra giá trị.